Hai niềm tự hào của châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc đã lần lượt ra quân. Trong đêm qua và rạng sáng nay, những thử thách lớn cực đại đang chờ đợi họ là đương kim á quân Croatia và đội tuyển có nhiều chức vô địch nhất Brazil. Liệu họ có tiếp tục viết câu chuyện cổ tích của mình hay không? Hãy để tôi mang đến đáp án cho câu hỏi này ngay sau đây. Bên cạnh đó, những tin tức bên lề và chuyển nhượng cực kỳ nóng hổi sẽ được tôi bật mí ở phần sau của video. Chào mừng các bạn đến với bản tin sáng ngày 6 tháng 12 trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Có lẽ cuộc đối đầu giữa Nhật Bản và Croatia là cặp đấu cân bằng nhất cho đến thời điểm hiện tại. Nhà đương kim á quân đương nhiên là đại diện được đánh giá cao hơn, nhưng chúng ta đều biết đội tuyển đến từ xứ sở mặt trời mọc đã làm người hâm mộ điên đảo với những bất ngờ từ vòng bảng. Các chiến binh Samurai nhập cuộc chủ động nhờ sự cơ động bên cánh phải của Ito. Phút thứ 12, cầu thủ mang áo số 14 có đường căng ngang nguy hiểm, tuy nhiên cả Maeda và Nagatomo đều không thể chạm được vào bóng. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, những phút cuối hiệp 1, các cầu thủ Nhật Bản đã được ăn mừng bàn thắng. Từ pha dàn xếp đá phạt góc bên cánh phải, Maeda Yoshida có đường truyền vào khu cấm địa cho Daijin Maeda dứt điểm tung lưới Croatia, mở tỷ số cho Samurai xanh. Bước sang hiệp 2, Croatia dồn lên tấn công tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Phút thứ 56, những nỗ lực của các nhà đương kim á quân đã được đền đáp. Từ đường tạt bên ngoài khu vực cấm địa của Dejan Lovren, Perisic đã bật cao đánh đầu tung lưới Gonda. Sau khi trận đấu trở về vạch xuất phát, cả hai đội đã tạo nên một thế trận vô cùng hấp dẫn. Những tình huống ăn miếng trả miếng liên tục được tạo ra. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành bên phía hai đội đã khiến trận đấu không có thêm bàn thắng nào được ghi trong khoảng thời gian còn lại tính đến cả hai hiệp phụ. Đến với loạt sút luân lưu, Croatia là đội bản lĩnh hơn với tỷ số 3-1 và họ đã có cho mình tấm vé vào vòng tứ kết. Với việc Nhật Bản đã bị loại ở loạt trận trước đó, Hàn Quốc dĩ nhiên trở thành đại diện cuối cùng của châu Á còn sót lại ở World Cup, nhưng chạm trán với họ là một Brazil hùng mạnh. Chẳng có gì bất ngờ khi những vũ công Samba nhập cuộc đầy hưng phấn. Nhưng chính sự hưng phấn quá mức này đã khiến kết quả của trận đấu ăn bài ngay sau 45 phút đầu tiên. Khi các cổ động viên còn chưa ngồi ấm chỗ thì Vinicius đã khiến họ phải bật dậy sau pha khống chế bóng và dứt điểm cực kỳ bình tĩnh. Khoảng 5 phút sau, Kim Mun Hoan phá trượt bóng và phạm lỗi với Richarlison trong vòng cấm. Trên sấm phạt đền, Neymar dễ dàng mang về bàn thắng thứ hai cho Brazil. Với tâm lý thoải mái từ lợi thế hai bàn dẫn trước, các vũ công Samba càng đá càng bay và bàn thắng thứ ba đến như lẽ tất yếu. Phút thứ 29, một pha phối hợp như chỗ không người được thực hiện và Richarlison kết thúc tình huống một cách gọn gàng. Hàn Quốc đã hoàn toàn bất lực sau khi để Paqueta thoải mái băng lên và tung cú sút một chạm nâng tỷ số lên 4-0. Bốn bàn thua chóng vánh ngay trong hiệp 1 đã khiến 45 phút sau đó quá dễ đoán. Sean và các đồng đội sẽ cố gắng ghi nhiều bàn danh dự nhất có thể, còn việc lội ngược dòng dường như là bất khả thi với đội tuyển xứ sở kim chỉ. Cuối cùng thì những nỗ lực lên bóng của họ cũng được đền đáp với bàn thắng ở phút thứ 76. Park Seong-woo hạ gục thủ thành Alisson bằng một cú sút bóng sống tinh tế và đây cũng là pha lập công cuối cùng của trận đấu. Vào tối hôm qua, Lang FC của Huỳnh Như đối đầu với Maritimo tại vòng 8 giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha và không nằm ngoài dự đoán, cô gái của chúng ta được ra sân ngay từ đầu sau những màn trình diễn điểm 10 trước đó. Lần này, tiền đạo của đội tuyển Việt Nam được huấn luyện viên bố trí hành lang cánh phải thay vì trung phong như thường lệ. Huỳnh Như tham gia vào tình huống phối hợp đá phạt góc. Cô chuyền bóng cho Madalena Maro trước khi cầu thủ này treo bóng thẳng vào vòng cấm. Bóng đi theo quỹ đạo khó chịu, không chạm cầu thủ nào của cả hai đội, đi thẳng vào góc xa của thành thủ môn Maritimo. Chung cuộc Lăng thắng 2-1 và vẫn duy trì vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Kiến tạo của Huỳnh Như trong trận đấu này là lần thứ 2 của cô tại giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha. Lần đầu của tiền đạo nữ tuyển Việt Nam được cô thực hiện ở trận hòa 3 đều của Lăng trước Famalicão tại vòng 6. Trận này Huỳnh Như thi đấu đến tận phút 90+5 mới được cho ra nghỉ. 9 trận, 4 bàn và 354 phút thi đấu. Trong đó có một cú đúp ở quốc gia nữ Bồ Đào Nha. Huỳnh Như đang đóng góp không nhỏ trên hàng công của câu lạc bộ Lăng. Phần lớn những người hâm mộ bộ môn thể thao vua đều có cho mình một thần tượng trong giới túc cầu và tiền vệ Casemiro cũng không phải là ngoại lệ. Trong chương trình Fans Q&A mới được thực hiện, khi nhận được câu hỏi
thích theo dõi ngôi sao nào chơi bóng nhất, cựu sao Real Madrid, cho biết: "Ồ, tôi nghĩ đây là một câu hỏi hay đấy. Khi chúng ta còn trẻ, ta đều có rất nhiều thần tượng, không? Có những cầu thủ mà bạn sẽ không tin rằng mình sẽ có cơ hội gặp gỡ họ vào một ngày nào đó. Nhiều cầu thủ trẻ đã truyền cảm hứng bởi rất nhiều những ngôi sao cho United. Thành thật mà nói, tôi từng rất thích xem Zidane thi đấu. Bên cạnh đó, tôi cũng thích xem Puskás, Ferdinand. Họ đều là những cầu thủ phi thường. Rồi những Ronaldo de Lima, Ronaldinho nữa. Họ đều là những nhà vô địch." Không thể tạo ra nhiều tác động trong suốt hiệp 1, Ronaldo đã được cho nghỉ sớm trong trận đấu với Hàn Quốc trong khuôn khổ vòng bảng của World Cup. Thủ quân đội tuyển Bồ Đào Nha đã thể hiện thái độ không tốt khi bị thay ra, và mới đây huấn luyện viên trưởng của Selecao châu Âu đã có những chia sẻ về hành động này của siêu sao người Bồ: "Ngay sau trận đấu tôi đã nói trong cuộc phỏng vấn, sau đó đến buổi họp báo hôm nay và tôi sẽ nhắc lại một lần nữa, tôi không nghe thấy điều gì trên sân cả", Santos nói trong một cuộc họp báo. "Tôi ở cách đó khá xa, đấy là lý do tại sao tôi chỉ thấy anh ấy cãi nhau với một cầu thủ Hàn Quốc mà không nghe thấy gì khác. Tôi đã xem đoạn phim chưa? Rồi, tôi không thích nó chút nào. Tuy nhiên mọi việc đều đã được giải quyết trong nội bộ đội bóng. Hiện tại tất cả mọi người đều đang tập trung vào trận đấu tiếp theo." Tây Ban Nha là một trong những đội bóng ôm nhiều nỗi uất hận nhất trên chấm phạt đền tại các giải đấu lớn. Chính vì vậy, Luis Enrique mới đây đã tiết lộ ông đã giao cho cầu thủ bài tập về nhà là thực hiện ít nhất 1.000 quả phạt đền vì họ muốn tránh những trường hợp tương tự xảy ra ở Qatar. Enrique nói trong cuộc phỏng vấn trước trận đấu với Maroc: "Tôi có thể cảm giác rằng họ đã hoàn thành bài tập về nhà mà tôi giao cho họ. Khoảng hơn một năm trước, trong trại huấn luyện của La Roja, tôi đã dặn họ phải hoàn thành 1.000 cú đá phạt đền. Nếu đợi đến đây mới tập luyện thì sẽ là không đủ. Trong một tình huống căng thẳng như vậy, việc tập luyện ngàn lần sẽ giúp cầu thủ tự kiểm soát được tâm lý của mình. Ít yếu tố may mắn đi và chắc chắn hơn, chúng tôi sẽ có nhiều quyền định đoạt hơn trong loạt sút luân lưu." Fabrizio Romano đã đưa tin cả Man United và Barcelona đều đang quan tâm đến một thương vụ chuyển nhượng cho hậu vệ phải của Borussia Dortmund, Thomas Munier. Tuyển thủ người Bỉ đang có phong độ thi đấu đỉnh cao trong sự nghiệp của mình và chắc chắn anh sẽ là một sự bổ sung hữu ích cho Man United hoặc Barca. Sự quan tâm của United dành cho Munier là hợp lý vì họ đã không sử dụng Aaron Wan-Bissaka cho đến thời điểm hiện tại của mùa giải. Điều này khiến họ chỉ còn có Diogo Dalot ở vị trí hậu vệ phải. Trong khi đó, Barcelona đã mang về Hector Bellerin theo dạng chuyển nhượng tự do, nhưng có lẽ họ sẽ ưu tiên Munier hơn nếu anh ấy sẵn sàng. Tuy nhiên, Romano đã đưa thêm: "Trước đó, cả hai đội bóng đều đã đưa ra những lời đề nghị vào tháng 8, nhưng đã bị từ chối. Vấn đề không nằm ở họ, mà ở việc Dortmund không có ý định để Munier ra đi." Theo nhà báo Peter Oroke của tờ Give Me Sport, Arsenal quan tâm đến khả năng đưa cầu thủ chạy cánh Leroy Sané của Bayern Munich về thi đấu tại sân Emirates. Sané hiện không muốn rời Bayern Munich do thời gian thi đấu thường xuyên dưới thời huấn luyện viên Julian Nagelsmann. Tuy nhiên, theo Oroke, mối quan hệ của anh ấy với Arsenal thông qua Mikel Arteta, Gabriel Jesus và Oleksandr Zinchenko có thể khiến anh ấy cân nhắc việc quay trở lại thi đấu tại Premier League dưới màu áo đỏ của thành London. Tờ Marca Tây Ban Nha đưa tin Cristiano Ronaldo sẽ thi đấu cho Anas từ ngày 1 tháng Giêng. Hợp đồng giữa cầu thủ bóng đá người Bồ Đào Nha với đội bóng Ả Rập Xê Út sẽ kéo dài 2 mùa rưỡi. Tiền đạo này đã kết thúc mối quan hệ với Man United 2 ngày trước khi bắt đầu tham dự World Cup ở Qatar và có thể đàm phán với bất kỳ một đội bóng nào. Anas đã là đội bóng nhanh nhất trong việc giành chữ ký của anh. Bản hợp đồng này đưa Ronaldo trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất hành tinh, nhưng cũng sẽ là khép lại cho hành trình 20 năm chinh phạt châu Âu của ông vua Champions League. Và đó là những thông tin rất đáng chú ý trong ngày hôm qua. Theo tờ Calcio Mercato của Ý, Chelsea đang xem xét rất kỹ khả năng ký hợp đồng với tiền vệ Nicolò Barella của Inter Milan vào mùa hè tới. Với việc các cựu binh như là Jorginho và N'Golo Kanté nhiều khả năng sẽ ra đi vào cuối mùa giải này, Chelsea muốn hồi sinh hàng tiền vệ bằng những sự bổ sung mới. Barella sẽ không hề rẻ chút nào khi giá trị của anh ấy được ước tính rơi vào khoảng 80 triệu euro. Do đó, Chelsea đang tìm cách sử dụng Romelu Lukaku, người đang được cho mượn tại Inter Milan, như một phần của thỏa thuận. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Bản Tin Sáng trên kênh Bình Luận Viên Anh Quân News. Chúc mọi người có một ngày làm việc hiệu quả và bình an. Sau khi xem xong clip này thì các bạn có thể truy cập vào đường link được gắn ở top comment ngay dưới đây thôi. Và các bạn sẽ chơi những trò chơi siêu dễ, nhận những phần quà siêu hấp dẫn từ chúng tôi.